Tiếp theo video Bonsai chia sẻ các bạn toàn bộ những cây bê tay các bạn nhé. Có thể một tay bê nhẹ, hai tay bê hơi nặng nặng hoặc một tay bê nặng. Rất nhiều luôn của anh Khương. Nhiều lắm các bạn ạ. Chắc là video Bonsai là tạm thời hôm nay cứ chia sẻ các bạn trước một lượt. Rồi sau đó sẽ đi một số tác phẩm gọi là mình thích nhất cho các bạn ngắm tiếp. Nhưng mà rất nhiều các bạn nhá. Nhiều lắm các bạn ạ. Nhiều chưa từng có luôn. Mời anh em lên Thường Tín, alo cho anh Khương. Số điện thoại mình đang để chạy trên màn hình đấy. Để anh Khương đón các bạn xem cho kỹ. Rồi giao lưu với anh Khương các bạn nhá. Thì trước tiên mình sẽ đi hàng trên cùng này các bạn này. Hàng trên cùng này trước nhá. Đây, một tác phẩm đây các bạn này. Đó, này cao khoảng tầm hơn một gang của tôi. Cây trực. Cây trực bông 1, bông 2, bông 3, bông 4 của Phúc. Con này gần như xong rồi các bạn ạ. Chỉ làm tay dăm thôi. Đó. Cây trực nha. Tác phẩm ba vai bên cạnh luôn các bạn này. Cũng hơn gang một chút thôi các bạn ạ. Mình phải xoay mặt bên kia nữa. Hay là bây giờ mình video sai sẽ đi một lượt đi. Một lượt cho các bạn về hàng trên này trước nhá. Sau đó mình sẽ quay mặt sau cho các bạn ngắm tiếp. Đấy. Ba vai. Đây, video Bonsai vừa chia sẻ các bạn tác phẩm ba vai này đây. Đó. Thì hôm nay nhá, video Bonsai sẽ chia sẻ các bạn là tổng thể đi các bạn ơi. Tổng thể đi. Những tác phẩm của anh Khương nhá. Còn số điện thoại thì là ở trên màn hình, lúc nào mình cũng cho nổi luôn. Các bạn cứ alo cho anh Khương, xong các bạn chụp ảnh lại gửi cho anh ấy theo Zalo của anh cũng được. Rồi các bạn xin giá các bạn nhá. Đấy. Cứ mỗi cây mình dừng lại các bạn vài giây. Thực ra có điều kiện phải quay kỹ, mỗi cây vài phút các bạn ngắm mới sướng được. Cái này vào uống trà đi, cái này đợi anh. Uống trà cho anh tỉnh táo xong là anh quay xong là anh em mình lại lên đường. Đấy các bạn thấy chưa? Nói chung quay như này thì mình không thể nào mình chia sẻ các bạn được. Tại vì là dù sao cũng cần số lượng như các bạn ngắm thì mình không chia sẻ các bạn kỹ được. Đấy bây giờ mình chạy đi mặt sau các bạn nhé. Vừa nãy mặt trước rồi. Kể ra từng cây một thì hay hơn. Thôi được rồi, hàng dưới mình sẽ quay từng. Thực đứng này nó khó quay lắm các bạn ạ. Khó quay từng phần lắm. Toàn bưng tay thôi các bạn ạ. Xì các bạn ạ, xì các bạn nhé. Cây si. Tí nữa video làm sai thử giao lưu cây xem thế nào. Mình cũng thích một số cây ở đây rồi. Nhưng thôi chắc chỉ dám giao lưu cây trước đã. Chứ đi đâu mà hỏi mua thì vườn nhanh chặt lắm các bạn ạ. Si này các bạn này. À, anh Khương chơi đa dạng lắm các bạn ạ. À, bưng tay có, to có, vừa vừa có các bạn nhé. Cẩu có. Rất nhiều luôn các bạn ạ. Rất là nhiều. Ôi cái trọng này xinh thế. Đây cây các bạn này. Có hơn gang video mà xài mà. Chỉ hơn một gang thôi. Đấy, ba hàng các bạn ạ. Ba hàng luôn đấy. Các bạn mà muốn xem nhiều thì video bonsai phải đi nhanh hơn một chút nữa. Xong cây nào mà thấy nó có vẻ nó ưng cái mắt của video bonsai hơn một chút ấy, tức là ưng hơn ấy, thì mình dừng lại một tí.
lam một cái chuồng nữa, lam một cái chuồng nữa. Đấy. Đẹp quá các bạn ạ. À, chắc anh Khương mới lấy về đây. Đấy. Rồi. Anh em đang bảo là quay kỹ và nhất nhí rồi. Cây đẹp phải kỹ là cái chắc. Mình vừa chia sẻ các bạn tổng thể nhá các bạn nhá, là của những cái ba hàng này. Rồi video sai sẽ đi chi tiết một số tác phẩm mà đánh giá anh em đang thích các bạn ạ. Đây như tác phẩm này mình rất thích các bạn này. Mình rất thích luôn đấy. Đó, cao khoảng hơn 2 gang này các bạn này. Già thì kinh điển rồi các bạn. Ấy, u biếu luôn các bạn nhá. Trời ơi, thịt chưa. Đấy các bạn ạ. Đấy. Vâng, chào các anh nhá. Em đang chia sẻ tí đam mê. Tăng nghiệp. Vâng, chào anh. Đây, mặt sau của tác phẩm này các bạn này. Sướng chưa? Trực các bạn ạ. Hơn gang. Đó. Và những tác phẩm này là mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bạn một chút. Đấy, các bạn ngắm. Thực ra những tác phẩm này mình đứng này khoảng tầm phút được các bạn ngắm rất kỹ rồi. Vì nó nhỏ mà. Đó. Đấy, những tác phẩm hàng trên. Như anh Khương bảo là những tác phẩm anh đang tư duy cao các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ kỹ với các bạn hơn một chút. Còn tác phẩm dưới thì vì thực sự nó cũng không có thời gian, anh em thông cảm. Một ngày nào gần nhất mình lại quay lại vườn này, mình sẽ chia sẻ tiếp các bạn nhé. Đây các bạn ơi, tác phẩm ba vai này. Thích chưa? Cái này thì 80% là xong rồi các bạn, gần như xong hết rồi. Cao hơn một gang hết. Bề rất nhẹ các bạn ạ. Đó. Rất đẹp các bạn nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi mình chia sẻ những tác phẩm bê tay của anh Khương nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Còn rất nhiều nữa các bạn nhé.